Đây là phần thưởng cao quý cho những nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ UNISPA. Các sĩ quan Việt Nam hoạt động theo hình thức cá nhân tại phái bộ UNISPA luôn phát huy tốt phẩm chất, năng lực chuyên môn. Nhiều cá nhân được Liên Hợp Quốc đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Kể từ khi triển khai thay thế đội công binh gìn giữ hòa bình số 1, tập thể đội công binh gìn giữ hòa bình số 2 đã có rất nhiều cố gắng và đạt được những thành tích đáng khích lệ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân đã thể hiện bản lĩnh, phẩm chất, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong môi trường làm việc đa quốc gia và giành được nhiều tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo, chỉ huy phái bộ UNISPA, đồng nghiệp quốc tế và nhân dân khu vực ABA. Ngày năm trước vào mùa mưa thì việc đi lại ở phái bộ rất khó khăn. Chính sự đóng góp của đội công binh Việt Nam cùng nguồn lực, trang thiết bị và công việc mà các bạn đã làm giúp thông suốt các tuyến đường di chuyển trong phạm vi phái bộ quản lý. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của đội công binh gìn giữ hòa bình số 2 và các đồng chí sĩ quan cá nhân của Việt Nam tại phái bộ. Tin tưởng rằng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa và phát huy tốt hơn nữa những thành quả trong thời gian vừa qua. Những nỗ lực trên thể hiện Việt Nam là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, góp phần vào nỗ lực chung của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc vì hòa bình, ổn định và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên toàn thế giới, trong đó có người dân tại khu vực ABA nói riêng. Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được trao tặng cho mỗi cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ trên thực địa. Trong mỗi công việc họ thầm lặng thực hiện đều đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế. Thanh Xuân, phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đưa tin từ phái bộ UNIFA khu vực ABA.